Luận giải năm 2024 cho người tuổi Quý Mão làm nhà. Trong quá trình thực hiện việc sửa chữa hoặc xây nhà mới, phong thủy luôn đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta cần xem xét cẩn thận tuổi của gia chủ cùng với năm thi công để có thể lựa chọn thời điểm tốt nhất. Điều này bao gồm việc tránh xây dựng trong các năm có yếu tố thái tuế, tam tai, kim lâu và hoàng ốc. Mục tiêu chính của việc tìm kiếm thời điểm phù hợp cho việc xây dựng hoặc sửa chữa nhà không chỉ đơn thuần là để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, mà còn để tạo sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình và thu hút tài lộc thêm vào ngôi nhà. Thái tuế. Thái tuế, còn được gọi là thái tuế tinh quân hoặc tuế quân, đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng dân gian. Với khả năng quản lý các hung họa phúc và tài lộc theo từng năm của 12 con giáp, nó ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh suốt đời của mỗi người. Để tính toán hạn thái tuế, ta áp dụng một chu kỳ lưu niên kéo dài 60 năm. Trong mỗi giai đoạn lưu niên này, các yếu tố thiên can và địa chi sẽ tương hợp theo một cách cố định. Điều này thể hiện rõ rằng mỗi người chỉ trải qua một lần duy nhất hạn thái tuế trong suốt cuộc đời. Tam tai. Tam tai mang ý nghĩa về sự xung đột và rủi ro kéo dài trong 3 năm liên tiếp. Thường thì nó được xem là một khoảng thời gian không thích hợp để thực hiện các công việc quan trọng như xây dựng ngôi nhà mới hoặc triển khai các dự án kinh doanh quy mô lớn. Thay vì bắt tay vào các nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn này, người ta thường chọn lựa trì hoãn hoặc đợi cho đến khi giai đoạn tam tai kết thúc. Cách tính năm tam tai dựa trên nguyên tắc của tam hợp, trong đó mỗi chuỗi tam hợp sẽ được kết hợp với 3 năm tam tai, chi tiết như sau. Người sinh vào các năm Thân, Tý, Thìn sẽ trải qua giai đoạn tam tai trong những năm Dần, Mão, Thìn. Người sinh vào các năm Hợi, Mão, Mùi sẽ đối mặt với tam tai trong các năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Những người sinh vào các năm Dần, Ngọ, Tuất sẽ gặp phải tam tai trong các năm Thân, Dậu, Tuất. Các cá nhân sinh vào các năm Tỵ, Dậu, Sửu sẽ phải đối diện với tam tai trong các năm Hợi, Ý, Sửu. Theo cách tính trên, gia chủ sinh 19.636 tuổi Quý Mão gặp tam tai vào 3 năm đó là Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2024 là năm Giáp Thìn không nằm trong năm tam tai với tuổi Quý Mão 1963. Kim lâu, hay còn gọi là nhà vàng hoặc lầu vàng, là thuật ngữ ám chỉ những năm mang đến may mắn và thành công. Trong thời kỳ này, con gái của các vị vua và quan lại thường lựa chọn kết hôn, biểu thị cho cuộc sống sung túc và xa hoa. Tuy nhiên, những người thường dân thường tránh việc kết hôn trong những năm kim lâu để không làm ảnh hưởng tới tài lộc và vinh hoa của các vị vua. Quan niệm này đã thay đổi qua thời gian và không còn giữ lại ý nghĩa ban đầu của nhà vàng. Cách tính, bạn lấy tuổi Mụ của năm hiện tại làm nhà và chia cho 9. Nếu có số dư là 1, 3, 6 hoặc 8 thì đó là tuổi kim lâu. Số dư 1, phạm kim lâu thân, gây ảnh hưởng đến chủ nhà. Số dư 3, phạm kim lâu thê, gây ảnh hưởng đến vợ của chủ nhà. Số dư 6, phạm kim lâu tử, gây ảnh hưởng đến con cái. Số dư 8, phạm kim lâu xúc, gây ảnh hưởng đến súc vật trong nhà. Theo đó, tuổi Quý Mão có tuổi Mụ vào năm 2024 là 2024 trừ 1963 cộng 1 bằng 62. Hoàng ốc. Khái niệm hoàng ốc đề cập đến tình trạng của một ngôi nhà bị bỏ hoang, không ai sinh sống. Thực tế,